Cái mít lá bầu Indo cho trái rất là sớm nha bà con, trong vòng 15 đến 18 tháng cho trái, có khi sớm hơn nếu chúng ta chăm sóc tốt. Cách nhận dạng của cái mít lá bầu ruột đỏ sơ vàng Indo thì bên trung tâm cũng có thường chia sẻ với bà con. Thì hôm nay nói kỹ lại với bà con nữa, tại vì thị trường hôm nay nó rất là nhiều loại mít ruột đỏ nha bà con, cho nên bà con phải chú ý, phải đặc biệt chú ý và quan sát kỹ, nắm được những cái chi tiết nhỏ nhất. Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây Giống, mang sự yên tâm tới mọi nhà. Thì hôm nay bên Trung tâm Cây Giống, anh em chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con về ba cái loại mít hiện nay đầu tư rất là nhiều, về những cái loại mít mà ngắn ngày, siêu sớm ngắn ngày nha bà con, trong vòng 15 đến 18 tháng cho trái, có khi sớm hơn nếu chúng ta chăm sóc tốt. Đó. Thì chia sẻ với bà con về một cái loại mít thái siêu sớm da xanh. Thì đây là cái mít thái siêu sớm da xanh thì bà con biết rồi. Mật độ cho trái rất là sớm, 15 đến 18 cho trái, tháng cho trái, nhưng mà chúng ta nên để cây khỏe mạnh 18 tháng cho trái nha bà con. Còn những cái kỹ thuật, những cái quy trình gì đó thì bên trung tâm chúng tôi đều có làm những cái video chia sẻ với bà con. Nếu bà con nào có thắc mắc muốn cần liên hệ về cái cây mít thái siêu sớm thì bà con cứ mạnh dạn liên hệ và chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình để chúng tôi chia sẻ thêm với bà con. Còn giới thiệu với bà con thêm một cái loại mít siêu sớm thứ hai đó mà hiện nay cái thị trường, trên thị trường hiện nay rất là hot và rất là tiềm năng. Về giá trị kinh tế cao, xuất khẩu rất là cao về một cái loại mít, đó là một loại mít lá bầu Indo. Bà con nhìn thấy lá bầu Indo không? Cái mít lá bầu Indo cho trái rất là sớm nha bà con, trong vòng 15 đến 18 tháng cho trái, có khi sớm hơn nếu chúng ta chăm sóc tốt. Đó. Thì những cái cách nhận dạng của cái mít lá bầu ruột đỏ sơ vàng Indo thì bên trung tâm cũng có thường chia sẻ với bà con. Thì hôm nay nói kỹ lại với bà con nữa, tại vì thị trường hôm nay nó rất là nhiều loại mít ruột đỏ nha bà con, cho nên bà con phải chú ý, phải đặc biệt chú ý và quan sát kỹ, nắm được những cái chi tiết nhỏ nhất để mà bà con phân biệt được những cái cây mít ruột đỏ sơ vàng Indo nó khác với những loại mít khác như thế nào, để bà con tránh được cái sự nhầm lẫn, mua những nhầm lẫn mà theo những cái loại mít mà chúng ta đầu tư không chính đáng nha bà con. Đây thì trước tiết phân tích cho bà con cái mít ruột đỏ lá bầu Indo. Cái ruột nó màu, cái muối nó màu đỏ rất là dày, hạt nhỏ nha bà con, sơ màu vàng, chúng ta có thể ăn luôn sơ nha bà con. Thì cái hình thù của lá của nó nè, lá nó lá bầu, lá nó bầu nha bà con, nó lá bầu, mỗi một lá đều bầu với nhau hết, mỗi một lá đều bầu với nhau hết nè bà con, nhìn thấy không, từ lá non cho đến lá già nó đều bầu. Thì cái lá nó bầu sao thì cái hình trái nó cũng y vậy, ở trên cái đầu nó, cái đầu núm trái nó cũng phải bầu xuống nha bà con. Bầu xuống. Thì trọng lượng trái của nó có thể là từ 10 kg đến 15 kg, có khi lớn hơn. Thì theo chúng ta chăm sóc thì bên trung tâm chúng tôi cũng có từng test những cái trái mít ruột đỏ lá bầu Indo, nhiều video test ruột đỏ lá bầu Indo và ngồi trực tiếp trên cái mít lá bầu Indo để test cho bà con. Bà con nhìn thấy trực tiếp như vậy. Đó. Thì cái cây thì kỹ thuật chọn cây như thế nào thì chúng ta đều phải xác định rõ là chọn cây, chúng ta phải chọn cây khỏe mạnh nha bà con. Đó. Thì những cái video bên trung tâm cây giống đều có chia sẻ với bà con. Còn một cái loại mít thứ ba nữa là mít cũng 18 tháng cho trái mà thị trường hiện nay đang rất là hot và rất là ngon nhất thị trường hiện nay. Đó là mít thước Malaysia trái dài nha bà con, mít thước Malaysia trái dài, được xuất xứ từ Malaysia và du nhập vào Việt Nam chúng ta khoảng tầm hơn 3 năm nay. Và trong cái vườn mẫu của bên trung tâm cây giống đã có trái mẫu. Nếu bà con nào muốn đầu tư cái mít thước Malaysia thì muốn tham quan vườn, bà con có thể mạnh dạn liên hệ với trung tâm cây giống chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con đến vườn trực tiếp cho bà con tham quan cái trái mít thước Malaysia nó dài và cái độ đặc sắc của nó như thế nào đó nha bà con. Đây thì phân biệt kỹ là với bà con nè, bà con nhìn thấy cái lá mít thước nè, cái lá mít thước này thấy không, lá nó rất chi là bự, rất chi là bự nè, nó có hình võng nè, bà thấy không, cái viền, những cái viền của nó đều có vảnh võng nè, bà con nhìn thấy không, lá nó đều bự hơn các loại mít khác, và những đặc biệt những cái băng lá ở trong, nó thưa và dày, nó thưa và lớn, rộng lớn nè bà con nhìn thấy không. Thì bây giờ quay lại cho ba cái loại mít, nè, bây giờ mà cho bà con thấy cái lá nè, giữa hai cái lá mít ruột đỏ sơ vàng Indo và cái mít thước Malaysia, bà con giờ mấy hai cái lá nó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn đúng không? Nếu bà con nào có biết được, có kiến thức về cái cây, từng loại cây mít thì chúng ta phân biệt một cách rất là rõ ràng và dễ dàng nha bà con. Còn đây là cái mít thái, mít thái thì nó cũng tương đương với cái mít, giờ thấy hai cái vân và cái lá của nó cũng giống y như là mít thước Malaysia, nhưng mà thật sự ra thì nó rất là khác nha bà con. Cái lá của nó khác nhau hoàn toàn, nó dài, nó không, bên đây nó bự hơn mà nó dẫm nhiều nè. Bà con giờ thấy cái lá của mít thái siêu sớm nè, rất là khác với cái mít cái mít thước Malaysia trái dài. Thì cái mít thước Malaysia trái dài thì nó cái trái của nó từ 6 tấc đến 8 tấc, tùy theo cái độ chúng ta chăm sóc. Trái có thể trên 40 kg nha bà con. Nếu một trái thì bên trung tâm chúng tôi đã có vườn mẫu và có trái, đã có trái cho bà con tham quan trực tiếp nếu bà con nào muốn đầu tư. Đó, bà con, cái muối của nó thì rất là dày, rất là dày, và ruột cái vàng, ruột của thằng mít thước Malaysia thì đó là ruột vàng sơ trắng nha bà con. Đó. Thì phân tích với bà con về cái từng loại mít. Bên trung tâm cây giống tôi luôn luôn có đóng hàng đi xa nè, tùy theo cái điều kiện của cái từng loại xe, tùy theo điều kiện từng loại xe. Nếu bà con nào ở gần cái địa phương khu vực nào mà xe chạy tới thì chúng tôi sẽ ship bằng đường xe. Còn nếu mà đường nào xa quá thì chúng tôi ship bằng con đường Việt theo bot nha. Đây, bà con nhìn thấy xa thấy cái chữ không? Đây là Kiên Giang, Kiên Giang thì chúng tôi phải đóng bằng đường đi xe khách, Kiên Giang thì đóng gần đường đi xe khách. Đó, chúng tôi cái quy trình đóng thì rất là kỹ nè bà con thấy không? Đóng hàng rất là kỹ và chắc chắn để giao đến những cái người tiêu dùng, hạn chế tối thiểu nhất là cái hư hao và tổn hại đó nha bà con. Đây là cái loại mít ở đây là loại sầu riêng, sầu riêng thì cũng loại đóng đi, cũng đóng đi cho khách yêu nha bà con. Và đây là cái bú sữa hoàng kim thì bà con nhìn thấy không? Cái lô bú sữa hoàng kim này bên trung tâm chúng tôi cũng đóng đi cho khách ở Kiên Giang. Cây chúng tôi xuất đi là đều có cái tem nè con, và có mã vạch, có ngày tháng sử dụng nè Hoàng. Đó nha con, cây xuất đi thì phải đủ chuẩn, đủ cái độ tuổi để ra môi trường. Đó. Thì cây từng loại cây thì chúng tôi đều có mã tem nè mà có hạn như cây sầu riêng, đây là cây sầu riêng G6 và mít. Đó. Thì chúng tôi có luôn cung cấp những tất cả các loại cây giống nè, như chẳng hạn như là bơ, bơ 034. Đó, bà con nhìn thấy không? Bơ rất là đẹp, rất là đẹp. Thì đây là cửa hàng chính của bên trung tâm cây giống chúng tôi. Thì xe thì lúc nào chúng tôi cũng có hàng xuất đi bằng xe nha con. Có thể những cái nơi nào số lượng nhiều thì chúng tôi sẽ giao bằng xe tải, xe tải. Còn đây là lô mít ruột đỏ sơ đỏ Malaysia. Thì giới thiệu luôn với bà con là mít ruột đỏ sơ đỏ Malaysia thì tỷ lệ cho trái của nó hơn 24 tháng, khoảng 30 tháng nha bà con. Và tỷ lệ cây của nó ăn lâu năm hơn. Thì đặc biệt những cái video mà chúng tôi có phân biệt với bà con cái mít ruột đỏ sơ đỏ của Malaysia, đó là lá nó 3 dũm, nó có dũm nè. Bà dọn dòm thấy cái lá nó có dũm với nhau thì mới đúng là lá của mít ruột đỏ sơ đỏ Malaysia nha bà con. Đó. Đây, thì xe đã chắc lên, đó, chắc lên rồi, chuẩn bị đi cho khách nè, bà con dòm thấy không? Cây khách là cây là rất là khỏe mạnh nè, đảm bảo được đủ tiêu chuẩn cây ra môi trường thì chúng tôi mới cung cấp cây giống cho bà con. Đó. Thì ngoài ra bên trung tâm cây giống chúng tôi còn có cung cấp là vú sữa hoàng kim nè, ổi ruby nè, ổi ruby. Đây là một cái lô ổi ruby rất chi là đẹp và đặc sắc nha bà con. Cây là phải được nuôi khỏe, nuôi chồi khỏe mạnh như thế này. Đó. Thì bên trung tâm cây giống chúng tôi có xài hai số điện thoại duy nhất là 0345679887 và 0777403339. Hai số này đều có dùng số Zalo. Nếu bà con nào mà muốn tham quan vườn, trực tiếp tham quan vườn thì bà con có thể liên hệ với chúng tôi và kết bạn Zalo. Theo số điện thoại, hai số điện thoại trên chúng tôi sẽ gửi định vị với bà con, gửi định vị cho bà con nha bà con. Đó, thì đây là xe để chuẩn bị lên đường để giao cho khách. Thì ngoài ra chúng tôi đều có cung cấp giải pháp trồng trọt bằng phân hữu cơ đó cho bà con theo con đường quy trình hữu cơ. Tất cả các những cái quy trình chăm sóc, quy trình bón phân, quy trình tạo tàn chúng tôi đều chia sẻ và chăm sóc với bà con. Đó, còn ngoài ra đây nè, bà con giờ thấy xa không? Thấy phân hữu cơ, đây là cái phân hữu cơ quả cầu lửa 007. Phân hữu cơ quả cầu lửa 007 nha bà con. Quả cầu lửa thì chúng ta khi mà cây con bón lót thì chúng ta chỉ cần xài quả cầu lửa 007 thôi, cái quy trình bón lót. Còn cái cây nằm trong đó cái độ tuổi thì chúng ta dùng thêm cái full mát gia băng. Đây là cái full mát gia băng để pha chung với cái quả cầu lửa 007 để chúng ta bón và cung cấp chung vi lượng cho cây, cung cấp cho cây nha bà con. Thì ngoài ra đồng hành gia băng thì trọng lượng của full mát gia băng thì một bịch một ký thì bên trung tâm cây giống của chúng tôi có liên kết với bên công ty bio gia băng và cung cấp hết tất cả các quy trình về trồng cây cho bà con. Đó, kể cả từ phón lót, từ cái phân bón lót đến tạo mầm hoa. Đó, thì đây là những cái quy trình, nguyên cái quy phân quả cầu lửa 007. Bên trung tâm cây giống tôi thường hay đi dùng cho khách, cho khách gần xa trên tất cả các chỗ mà các bạn có nhu cầu. Đó. Và còn đây là cái rêu lớn trái mít, cái rêu lớn trái mít giúp cho cái trái mít ta to lớn mạnh khỏe, sữa tướng trái, xanh trái rất là tốt và rất là hữu hiệu, giúp cho cái trái da xanh, muối vàng, và bóng trái, quả ngọt, đẹp màu, nặng ký. Đó. Thì ngoài ra chúng tôi còn có xài một cái bộ 30-10-10 là chuyên cho làm cho những các loại bông cùng với bậc thầy MKB và ca qua đồng loạt cho bà con. Bậc thầy nè, giúp cho già lá nhanh, phân bón hồng hoa. Và cái sản phẩm là ra hoa cho nó đồng loạt cùng với tác phẩm 30 10 10 chuyên dùng cho những cái cây các loại các loại cây có muối và các loại cây rau màu nha các bà con. Nhiều khi trong những cái quy trình trồng hay là những cái cây con đó, cái cần thiếu cung cấp với cái dinh dưỡng, thì chúng tôi cùng có xài cái loại là ca cu kẽm. Ca cu kẽm là cung cấp cái đề kháng cho cây, đốm trái, kích thích rễ phát triển mạnh, hạn chế thối rễ thối cành. Nha bà con. Thì trong mùa mưa bão rồi thì chúng ta nên dùng cái ca cu kẽm này để cho cái nó xử lý hết những cái chất nước mưa, những cái con vi khuẩn có hại nha bà con, những cái con vi khuẩn có hại. Bà con xử lý cái cây của chúng ta cho nó tốt hơn. Đó, thì hồi nãy quên giới thiệu với bà con thì trong một cái bộ ba, cái bộ sản phẩm 3 của MKB thì nó có bộ ra hoa đồng loạt. Đây, bộ ra hoa đồng loạt nè, thấy không? Ra hoa đồng loạt đậu trái là tuyệt đối luôn. Đó, bà con của công ty Bio Gia Băng. Thì do bên trung tâm cây giống chúng tôi liên kết với công ty Bio Gia Băng để chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng và tốt nhất cho bà con. Đó, thì đây là cái quả cầu lửa 007 của Bio Gia Băng. Đó. Và cái địa chỉ trung tâm cây giống chúng tôi là được đặt ở chỗ ấp 3, xã Tân Bình, đường 868, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đó, cung cấp tất cả các loại cây giống, rất là nhiều số lượng cây giống nha bà con. Đó. Và đây là xe hàng đã chuẩn bị lên, đầy hàng để chuẩn bị lên xe. Ngoài ra thì chúng tôi còn có cung cấp tất cả các loại cây chẳng hạn như mít nè, mít lá bầu Indonesia nè, ruột đỏ sơ vàng, và còn đây là sầu riêng, Bản Thôn. Sầu riêng này là được xả nắng rồi nè, chuẩn bị đưa đến nhà đầu tư nha bà con. Tôi giới thiệu với bà con luôn là ngoài cái ra những cái cây trung tâm cây giống chúng tôi mà nhận hợp đồng với khách đều được xả nắng, trực tiếp nè bà con nhìn thấy không? Bà con nhìn thấy không? Ngoài trời là lưới nè, xa lưới nè, chúng tôi xả nắng trực tiếp để đưa cây này chuẩn bị về trồng cho cái chủ đầu tư thì bảo đảm với bà con cây thì về nó không bị ngợp nắng, không bị xỉu nắng nha bà con. Ngoài ra bên trung tâm chúng tôi làm việc là phải có quy trình, tất cả toàn bộ có quy trình đó nha bà con. Còn đây là lô mít ruột đỏ sơ đỏ Malaysia. Và đây hàng đây thì chúng tôi đang chuẩn bị để lấy hàng để đóng cho khách, tất cả khách yêu gần xa từ mọi miền tổ quốc luôn. Nếu bà con có nhu cầu thì chúng tôi sẽ đưa tới tất cả đến bà con có những cái sản phẩm tốt nhất để bà con trực tiếp bà con trồng. Thì khi mà sản phẩm bên trung tâm cây giống chúng tôi xuất đi là đều có tem nè, bà con nhìn thấy tem không? Đều có mã vạch nè, có ngày sản xuất, có số điện thoại nè bà con, số điện thoại rất là rõ ràng để bà con. Đây. Thì hàng được đóng đi theo cái thùng mốt nè, đeo theo cái chỉ tiêu nè, rất là kỹ, và chúng tôi sẽ kiểm tra số lượng, và kiểm tra cái sự chất lượng là chúng ta sẽ đóng đi cho khách. Đó. Thì đây là cái thùng mốt được đóng theo đúng quy trình để giao cho khách nè, bà con nhìn thấy không? Đóng đúng quy trình. Và cái mặt độ phải quấn bao mũ lại cho nó kỹ lưỡng. Khi chúng ta đi, đóng đi thì nó hạn chế được cái sự hao hụt của chúng ta. Đó nha bà con. Đây, còn đây là những cái lô mít, lô mít này là mít lá bầu Indo, ruột đỏ sơ vàng Indonesia. Còn đây là mít thước trái dài Malaysia. Lô này cũng chuẩn bị đóng đi cho khách yêu của chúng ta. Đó. Thì ngoài ra những cái quy trình thì bên trung tâm cây giống tôi đều quản lý, ghép bo là quy trình khép kín tại nhà nha bà con, cho nên quản lý được cái nguồn bo chất lượng. Đó. Thì cũng giới thiệu với bà con luôn, đây là một cái lô bưởi ruby rất là đặc sắc mà chủ đầu tư đã đặt rồi, thì bên trung tâm chúng tôi cũng đã xả nắng ra đây. Đó, lô bưởi ruby này rất là đặc sắc nha bà con. Bầu rất là lớn, bầu to rất lớn nè, đó. Đây, cây thì rất là khỏe mạnh nè, đang lú mầm nè, đang tạo mầm và lú mầm nè. Thì cái lô này là chúng tôi đang xả nắng cho khách yêu nè, đầu tư là chúng tôi chuẩn bị trồng cho khách nè. Khách là cũng nói giới thiệu với bà con là khách ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị trồng cái này. Thì bên trung tâm chúng tôi là có cái kỹ thuật là tới vườn trồng, kỹ thuật chăm sóc vườn, kỹ thuật chăm sóc hệ thống nước, ống nước, hệ thống tưới tiêu cho bà con. Tất cả các quy trình chúng tôi đều làm theo một cái hệ thống, nhưng mà chẳng hạn như là hệ thống ống nước tưới tiết kiệm, hệ thống chăm phân tự động, hệ thống tưới tự động bằng điện thoại. Đó, thì tất cả các quy trình đó chúng tôi đều làm theo một cái hệ thống. Những cái video hôm nay muốn chia sẻ với bà con, muốn trực tiếp chia sẻ với bà con để bà con hiểu hơn biết về cái quy trình đóng gói cũng như quy trình giao hàng và quy trình kỹ thuật trồng cho từng vườn cho bà con. Đó. Bà con nào đã từng yêu mến kênh Trung Tâm Cây Giống hãy bấm nút đăng ký, bấm nút chuông và bấm nút like để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất, hay nhất, hoàn toàn miễn phí từ bên Trung Tâm Cây Giống tôi. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.